Mày chắc chắc đường này không vậy? Hay đường dưới đấy. Em thì lên lăn trên kia là cái gì? Anh nghỉ đường dưới quá. Chỉ dẫn đường nào đi nhỉ? Nó đến đây không ghi đường nào. Đây ghi đi đâu đấy? Chết rồi. Này lạc đường mất. Cái này cụt rồi. Đang đi đâu? Ở dưới kia nó có biển nhưng mà nó lại đặt ở chỗ cái ngã đôi thế này, không biết là không xuống là đi nha. Anh chạy xuống một tí. Đây nó có cái này. Không, ý là đường nào thì nó cũng lên được, nhưng mà ý nó có nhiều cốt tự mình không hiểu cái đường này nó đi được đường này xong không đợi đường này có thể quay nó đi cốt nào cũng được toàn bộ đường xe không á. Ảnh đổi thế là chị ai biết gì thế đổi thế thì đường nào hãng lên đi lên đâu vậy ta? Chưa biết, từ từ đã. Mấy con chờ đây nhá. Chờ đây nhá. Nhìn trước nào. Mẹ bảo đừng chỉ, nói con bao nhiêu lần nữa. Cây gỗ nó to kêu phát ra tiếng kêu, trong thân nó rộng, trong thân nó rỗng nó sẽ kêu. Còn mình đứng để ăn lấy sức đi tiếp. Ok, con uống gì không? Này à, không uống gì hết. Không uống gì hết à? Không nào sao mà không uống gì hết. Bạn bạn thịt cá đang cùng bắn cả nước rồi này.
Đâu? Bên phải đằng trước mình có cái chữ gì kìa. À, đây là hộp điện. Điện mà cũng có ngôi sao rồi. Ngôi sao mà để. Sao mà bạn nào vẽ vậy chứ? Không tra được à? Không. Bốn nước không? Lên đây rồi này. À. Lên đây rồi. À. Bây giờ lên đây chỉ có trên một chiều bao. Chắc lưới này nó chỉ lên thì lên được. Trên một có cái lưới leo vừa rồi quá. Trên một chắc là cái lối cầu thang ấy. Đây đấy. Cái lối, anh nghĩ lối nào chắc có lúc không theo. Theo lăn nữa. Cái cùng ngắm thì ấy nhá. Cùng ngắm thì lăn nữa thì là một người điệu một người vác xe nhá. Ôi, đi theo cái cây này. Người ta lại làm ở giữa cái bê tông này mà nó không hiểu sao á. Hả? Nè. Amazing này. Anh chụp cái ảnh này. Cái gì? Cây có trước bê tông đổ sau rồi. Nhưng cây nó còn lớn nữa mà. Nó dân đó. Ôi, máy này làm sao mà không chụp được ấy. Mất sáng. Anh có đến sáng. Đi tìm các bạn này. Đi thì ăn không để ý đường xá. Đây ngã này, chỉ thôi chưa. Đi đây không. Ngã chưa? Ngã đây làm nào. Đúng chưa? Ngã coi thế rồi. Đi theo mẹ, tôi lại đi theo mẹ. Ngày trước con lấy qua lần đầu tiên con đi con không biết như nào đâu. Đi thế sao? Đi theo mẹ. Nhiều cái con không biết. Bố. Đi theo cầm mẹ. Bố có. Đi cầm. Đi theo mẹ bố có. Cầm. Con ăn rồi. Đi nhá hỏi nhá. Sao ngồi chân kiểu này cái gì đấy? Hả?